dự án mở rộng quốc lộ 1A từ Hà Nội đến Cần Thơ dài 1.887 km, được chia thành 37 dự án, trong đó có 17 dự án BOT với chiều dài 562 km, cùng tổng mức đầu tư 42.502 tỷ đồng. Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng hiện đang còn nhiều vướng mắc như giá đất bồi thường ở nhiều địa phương chưa sát với giá thị trường, chênh lệch giá giữa các địa phương liền kề gây khiếu kiện, thắc mắc trong dân, thiếu vốn dẫn đến chi trả tiền cho dân chậm so với thời điểm áp giá đền bù. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định sẽ thu hồi những dự án BOT không có khả năng thực hiện, đồng thời yêu cầu dự án hoàn thành trong năm 2016. Phó Thủ tướng cũng thống nhất cho ứng 5.000 tỷ đồng để các địa phương giải phóng mặt bằng, đồng thời yêu cầu không để xảy ra tình trạng kê khống tài sản để nhận đền bù như xây nhà, trồng cây giả. Việc thi công phải khoa học, liên tục, tái định cư cần đi trước một bước. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết sẽ trực tiếp kiểm tra hiện trường, chủ đầu tư nào chậm trễ, làm sai sẽ bị đình chỉ thi công và nhà thầu nào không đủ năng lực thì hãy rút lui, để chậm trễ là có lỗi với dân, với nước.